Anh là chủ tịch, cũng chính là ba của Tiểu Bảo, cũng có thể là chồng tương lai của chị đấy. Hả? Tiểu Bảo, chị sẽ làm bảo mẫu riêng cho chị em, sống trong căn phòng ngủ rộng 80m, trả lương tháng 80.000. Chị đến đây để làm việc hay đi nghỉ mát, chị ở đây để tận hưởng cuộc sống. Xin chào, thiếu gia nào, đều bao là quản gia vân vân mới đến. Tốt nghiệp học viện quản gia Hà Lan, lợi hại, đây là mẹ tương lai của cháu. Khương Thập Thất, đi thôi, sắp trễ giờ tiết hội họa, em mau đi học đi. Đừng tưởng thiếu gia thích cô thì có thể đeo bám theo chủ tịch. Hôm nay chủ tịch sắp về Trung Quốc, nghe nói anh ấy đẹp trai lại có học thức cao. Có thể nói tôi với anh ấy như một cặp trời sinh. Có tôi ở đây, đến lượt cô bảo mẫu không có lý lịch và học vấn như cô trên. Chị xem nhiều phim truyền hình quá phải không? Chị hơi nhập tâm rồi đó. Nhìn cặp kính này hơi giống bà nội tôi rồi. Bà nội, nếu đã không coi tôi ra gì, tôi sẽ không để cô yên đâu. Chủ tịch, để tôi làm mấy cho. Ngày tôi đi nước ngoài thiếu gia thế nào? Thiếu gia thích cô Khương Thập Thất, đến mức thuê cô ta làm bảo mẫu riêng rồi. Khương Thập không ổn rồi. Lưng tôi bị bong gân. Anh về nghỉ ngơi đi. Tôi tự mình lái xe về. Cảm ơn chủ tịch. Chủ tịch, tại sao chỉ có một tên lái xe thế này? Tôi là quản gia báo lịch trình tiếp theo của chủ tịch cho tôi. Cô có tư cách để biết lịch trình của chủ tịch à? Anh là thằng lái xe hồi hộp 1.000 đô mỗi tháng mà dám chất vấn tôi à? Cẩn thận tôi trừ lương anh đấy. Đi, đứng sang một bên. Cô quét nhà, cô quét ta làm gì? Tôi quét đều là rác rưởi, giống như đều là làm công như nhau. Sao lại muốn ức hiếp người khác? Dám đứng ra bênh vực người khác à? Tôi nghĩ công việc cô quá nhàn rỗi rồi. Nếu như vậy thì hai người tối nay hãy chuẩn bị đi. Cũng không nhiều lắm, ngân sách 300 tệ. 300, cô muốn lấy 3 vạn. Cô là cố ý làm khó dễ tôi. Nếu không được thì thu dọn đồ đạc rời khỏi đây dùm. Khương Thập Thất tôi ghét nhất là khích tướng. Không phải chỉ là nấu ăn sao? Tôi làm. Đồ ăn mắc quá, 300 tệ mua được cái gì đây? Đợi tôi một chút. Này, giúp tôi một việc. Hãy cùng xem, hải sản vừa cập bến hôm nay. Giảm giá tất cả chỉ còn 5 tệ, duy nhất một lần. 5 tệ một con, vậy quá to quá. Rửa xong nguyên liệu rồi, cô cần tôi làm gì tiếp theo? Tôi cần anh. Ok. Đã hoàn thành, cô không khác gì đầu bếp 5 sao. Đáng ghét, lại để cô ta thành công rồi. Còn nồi canh vừa nóng, không sao chứ? Ồ, tôi vào bếp. Vừa vặn một cặp đáng ghét. Anh, mệt chết đi mất, khói dầu làm da mặt khô hết rồi. May mà mình có mang theo nó. Có người cho rằng chỉ cần vài lọ dưỡng da là có thể gả vào nhà hào môn. Ngây thơ quá, ai nói phụ nữ dưỡng da là để chiều lòng đàn ông? Chị Thập Thất, có cơm ăn chưa? Có thôi, có món gì nào? Đi thôi. Sao lại thế này? Khương Thập Thất, thiếu gia đối với cô tốt như vậy, cô lại làm những thứ hôi thiêu này cho cậu ấy ăn. Cô có dụng ý gì? Món này không phải tôi nấu. Cô đã làm gì món ăn của tôi? Dám vu khống lãnh đạo, đuổi cô ta ra ngoài cho cô bảo mẫu nhỏ bé. Một tên tài xế nghèo hèn, chỉ một ngày mà quyến rũ được rồi à? Để tôi nói cho cậu biết tôi dựa vào đâu. Tôi là quản gia của ngôi nhà này. Tôi nói gì thì nó là thế đó. Ba mơ. Ba về rồi. Ba, Tiểu Bảo, anh là chủ tịch ở trong cái nhà này. Tôi nói cái gì nó là cái đó. Chẳng phải cô tốt nghiệp học viện quản gia Hà Lan sao? Tôi sẽ nói với cô bằng tiếng Hà Lan. Tôi phiên dịch giúp chị nhé. Chị bị sa thải rồi. Anh là chủ tịch, cũng chính là ba của Tiểu Bảo, cũng có thể là chồng tương lai của chị đấy. Hả?